Ok. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn đã đến với channel của mình. Lại. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn đã đến với channel của anh Eddie Vũ. Được. Vô anh. Lại cái nữa em chỗ quen. Dạ, ok. Xin chào các bạn. Hôm nay các bạn đã đến với channel của anh Eddie Vũ. Ok các bạn, và hôm nay tụi mình sẽ nói về chủ đề làm 10 món đồ buồn cười nhất của Supreme. Thì mình không biết là cái list này sẽ mỗi người có mỗi ý kiến khác nhau, nhưng mà đây là 10 món đồ tụi mình đã chọn lọc ra. Let's get it. Ok. Món đầu tiên là gì mà? Weijim Supreme. Có giá retail là 25 pound. Là tính ra 25 pound là bao nhiêu? 25 pound thì tính ra là 7-800 ngàn. 7-800 ngàn cho một Weijim. Cái gym này ngoài chợ bán nhiều. Mới lâu quá anh chưa mua này luôn, mới không quên giá luôn. Chắc 5 ngàn à. Trời, thằng ngu nữa. Cái quay gym nhỏ nhỏ vậy nè. Cái hộp gym này mà 50 ngàn. Hộp gym chắc được 2 ngàn. Chắc được 2 ngàn á. Vậy là sau khi mà được in chữ Supreme lên thì nó có giá là 800 ngàn. Thì mình... cái đó là giá retail nha. Còn mua lại khác nữa. Mua nha. Lại là khác nha. Ủa gì? Gym cũng có resell nữa hả? Sao có, Supreme mà. Retail hết mà. Nếu ví dụ mà em đây mua cái gym mà về em làm cái gì? Má. Nếu em mấy cái đủ cái gì quan trọng lắm luôn em mới dám bực hay gì vậy á, hút hú hay à, mình không dám bực nha. Biết chẳng hạn gì không, đốt nhà người yêu cũ đầu quá má. Chứ lấy que chụp rim luôn á, hôm nay anh lấy que chụp rim đốt nhà em nè. Còn em cái em xài này để làm gì? Không, em chừng luôn chứ em đéo dám xài. Dạ yeah. Tại nó mắc tiền quá. Còn anh á, anh sẽ mỗi một năm anh đốt nhang á, vào dịp mùng 1 Tết anh sẽ xài một que rim. Đó là cái Supreme mà để dành làm vậy. Vậy một vậy là một cái hộp này em xài được tới 20 năm luôn. Món đồ tiếp theo. Gì không Vũ? Dao bấm. Dao bấm Supreme thôi các bạn. Một cái cây. Retail price 45 đô cho một con dao bấm. Hôm qua mới coi phim Joker luôn á, chắc này Joker sử dụng luôn. Đúng rồi, Joker. Ý kiến em về con dao bấm của Supreme như thế nào? Em đéo thích dùng dao, bây giờ em đéo thích coi gì dao cho lắm. Con Phú, để làm gì? Đồ chiếc cây hả? Đồ chiếc cây. Trời ghê, hữu dụng vậy. Gì nữa ta? Cắt cổ không thi không? Ơi bạn. Thi là bạn gái của con Phú nha các bạn. Thì nói chung là những cái dụng cụ này dùng để tấn công á, mà sang trọng thế này là mình chỉ dành cho người yêu cũ thôi các bạn. Sao lúc nào chị nhắc về người yêu cũ với anh? Hả? Tại một cái gì đó quá khứ mà làm anh tim anh nó còn rỉ máu lên lúc này, em hiểu không? Quá khứ thì hãy cho nó qua đi. Đúng, ghê vậy, ác vậy. Đúng. Em có nhớ người yêu cũ em không? Không, nói lại. Vậy em nhớ ai? Thì con cặc. Thì là ai? Dạ người yêu mới đúng không? Dạ
kế tiếp. Đồ má. Cồn nhị khúc. Cồn nhị khúc của các bạn, của Lý Tô Lâm. Retail price là 850 đô. Má, 850. 850 đô, 200. Giá retail là 850, tính ra là 20 triệu cho một cái cồn nhị khúc của Lý Tô Lâm nữa các bạn. Tưởng tượng ha, mình đi Secret á, đồ má thấy mấy kia đồ mặc đồ mang dài đồ Supreme là dữ lắm, mà quất mấy cái cồn nhị khúc treo ngay cổ rồi. Trời ơi. Nhưng mà không biết giá resell nó bao nhiêu luôn á. Tại cái này em chưa thấy luôn nha, em chỉ thấy cái sản thôi. Anh nghĩ cái giá này là giá resell rồi, 800 mấy đô mà là con gì vô lý, Supreme làm cái cồn nhị khúc ra 800 mấy đô, anh nghĩ đây là cái giá resell là 20 triệu. Mà như mấy món này giờ kiếm mua cũng hiếm á. Đúng không? Đúng hiếm. Bây giờ người ta mua người ta collect không à. Đưa tay lên thằng Phú. Cái tay này qua được không? Được anh. Thằng nhỏ em có chơi mà bằng cái đồ má. Được chơi nhỏ, được chơi không phải bằng gì bằng thiệt nha. Có cái cây mà giống như bằng nhựa quá, múa vui lắm. Ủa em bị cục. Mà em chơi đá banh, rồi em chơi cùng nhị khúc luôn. Không, hồi xưa nhà đồ chơi anh, cái đồ chơi á. Dạ, thử đứng dậy, đầu đứng dậy. Đứng dậy, đứng dậy, rồi thử tưởng tượng đây cầm cùng nhị khúc đi. Một, hai, ba. Quất nè, quất cái chiếu chiếu. Lâm ra. La lên, được biết cái biết lít lòng không? À chó. Đúng không? Rồi anh em mình. Rồi, kế tiếp anh em. Đồ má. Nokia collab. Nokia chung. Nokia chung collaboration with Supreme. Ủa này có Nokia hả? Phải không? Không. Thì nói chung là điện thoại của hãng Supreme luôn, không phải là của ai hết. Đây là nói chung là một cái điện thoại đập đá của Supreme. Đối với một cái thời buổi bây giờ công nghệ iPhone 11 chuẩn bị sắp tới là iPhone 26 chuẩn bị ra rồi. Và các bạn tưởng tượng ngồi chung một cái bàn cà phê mà thằng nào móc iPhone cũng Note 2, Note 9, Note 100 gì ra. Mình móc cái điện thoại cổ điển Supreme ra. Hello. Quẩy. Quẩy. Tả biến cò. Tả biến cò. Bếp hả? Supreme nghe nè. Nghe à. Cái này á là mấy người mà quá giàu người ta xài cái gì mặc quên này. Cái gì? Cái điện thoại gì mà Vito. Mình hay Beats, mình tại Supreme. Đúng rồi, đúng rồi. À, bếp đó. Mà cái... Ê, có chụp hình luôn rồi ba. Gì? Có chụp hình luôn á giờ. Đồ má. 12 megapixel giống iPhone luôn á ba. Đồ má, cái này cái gì mà 12 megapixel có lồn á. Thì em nghĩ là vậy thôi. Sao tập ảo tưởng mà quá. Cái này chụp cái là ra hưng phú như hình thờ vậy đó luôn. Ok, kế tiếp. Đồ má, thôi thua. Băng kèo cá nhân hả? Băng kèo cá nhân Supreme. Một hộp này có giá là 70 đô các bạn. 2 triệu. Mà thật sự là không biết có bao nhiêu cái băng keo cá nhân dùng đây. Cái này 20 miếng. 20 miếng băng keo cá nhân 70 đô. Tính ra là nhiều miếng. 20 đô thì nè, 20 miếng thì 2 triệu thì là 200 nghìn cái. Trời ơi. Nhưng mà em nghĩ dán cái này lên đó, nó sẽ làm vết thương nhanh hơn. Anh nghĩ cái Supreme á nó vừa cái kiểu như là một cái vết sẹo dính trên mặt á là nó làm mình xấu đi, còn cái băng keo cá nhân này nó dán đi trên mặt á nó sẽ làm mình mau lành vết thương hơn và đẹp trai hơn. Vỗ tay anh em. Ngày mai chúng ta mua về dán đầy mặt. Tiếp theo. Cây này cây gì đó, cây móc. Cây móc của Hưng Phú rồi các bạn, đưa tay lên. Đó. Cây này mua về tặng cho ông Phú luôn. Có giá retail là 350 đô. Là bao nhiêu? 350 đô là bây giờ là cho 8 triệu đi. 8 triệu. Mà tưởng tượng mà em làm cái nghề mà xây dựng á, thằng nào cũng mang mấy cái móc tới á. Em nguyên con hai biết luôn, nón bảo hiểm Supreme luôn, nguyên cái móc Supreme luôn tới luôn. Mà cái móc Supreme này nghe nói là mấy cái đồ Supreme này nghe nói là nó dễ bị chóc lắm bạn. Chóc hả? Chóc sơn ha. Bởi vì người ta chân không à? Nhưng mà quan trọng á, cái cốt lõi đó, đây là một cái loại sắt, một loại thép mà nó, em biết không, nhìn đến cái loại mà cứng nhất ở tận cùng dưới quả đất nó móc lên, bởi vì mới có giá chứ không vậy. Đeo. Được rồi á. Em nghĩ sao không bố? Với cái này, em nghĩ là
nó không có giúp gì ở ngoài cho mình á. Tại theo cái hàng game này, mấy cái đồ này toàn là để chân không. Không em, nó làm như vậy là nó kết hết á. Chất liệu nó phải tốt, em hiểu không? Nhưng mà tại vì những người sưu tập mấy món này, ta không muốn xài mấy này thôi. Yeah. Mỗi anh giàu anh mua cái này về anh nại. Anh nại nhà cũ bạn gái anh. Trời ơi, em cũ. Ok, kế tiếp. Đồ má. Má Việt Nam, chợ lớn. Đồ má. Bộ chén dĩa Supreme rồi các bạn. Có giá retail là 80 được. Anh lại nhiêu, 7 triệu hả? 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu tiền Việt Nam. Cho mình nói các bạn nghe đó, cái chén này á, nó y chang cái chén hồi nhỏ gia đình mình có ăn luôn. Có giá là 10.000 một cái. 10.000 một chén. Cái chén. Bây giờ nó bỏ chiếc Supreme lên, cái hoa văn y chang luôn, bán 2 triệu. Cái này á, mình ăn cơm mà được không được đâu. Mình phải để dành ăn với bào ngư di cá. Mà bào ngư di cá liên tịch á. Nhưng mà theo như mình, nếu mà em mua cái này về em ăn mặt đánh nồi. Cái lồ liên quan, đủ má. Gì liên quan mặt đánh nồi không? Để cái burger vô ăn thôi. Chật. Sang chẩm. Theo kiểu Mỹ luôn. Supreme. Còn bố này để làm gì? Cho em làm gì, mua giờ làm gì? À. Nè. Chất ổ quá nè. Nó lẹ lâu nội đụng quá. Em cũng không biết nữa, nhưng mà em húp cháo à. Bữa này tiền đâu nữa còn đỡ quá. Hay cái lần mua chén này xong là đéo có tiền ăn luôn các bạn, mua cháo gì ăn luôn. Húp cháo luôn. Tiếp. Trời đủ má. Hai đồ đũa Supreme. Cây đũa Supreme. Mà với cái dưới tàu đó quá. Cái này dành cho thị trường Trung Quốc thôi. Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà mấy cái này là mấy cái đồ của châu Á mà nó phải để chữ hoa văn của châu Á lên chứ, chữ hoa lên chứ. Mà nói cái đũa này đẹp nè. Đũa được. À, tương tự mình đi ăn với bạn bè mình á, một cái buổi tiệc nào á. Mẹ, ê khoan, mình kỹ lắm các bạn hiểu không? Mình ăn chỗ nào mình phải xài dụng cụ của gia đình mình mới dám ăn, mình sợ trúng độc. Móc ra mình đũa Supreme luôn, nguyên đám. Wow. Quá khùng luôn. Em biết mấy coi phim Hồng Kông ngày xưa không? Mấy cái trước khi ăn mấy hàng vua, trước khi mấy ông vua trước khi ăn á, hay có mấy cái mà kiểu như chấm vô cái là để coi có độc hay không á. Anh nghĩ cây này có. Cây này nếu mà nó có độc nó sẽ chuyển qua thành màu đen. Đúng không? Trời ơi. Đúng quá, đâu có giá mặt đâu vậy. Chị lấy kìa thiệt. Thiệt. Mua cái này về tặng mẹ mày nói cây đũa này của Càng Long để lại. Thiệt á. Rồi, tiếp. Chạy tiền luôn. Chạy tiền luôn. 200 bao cao su Supreme. Bao cao su Supreme. Giá 8 đô. Thấy cái này hình như là phất em của anh. Phất em. Đừng có đi. Sao? Mình nói thiệt các bạn luôn á. Để mình chỉ các bạn một cái mạng một cô gái đúng không? Thay vì á mà các bạn gà chịch á mà kiểu như lộ liễu quá đó. Nhỏ là bạn thích đó, mà nhỏ đó cũng thích Supreme, các bạn hãy mua cái bao su này về bật lên. Nè, thấy đẹp không? Tôi mới sưu tầm nè. Thấy nào nhỏ kiểu trời ơi dễ thương quá, cho bao su Supreme luôn, anh mua ở đâu hiếm vậy? Cái này anh không biết nữa, nghe nói xài cũng tốt. Thử không em? Em muốn thử quá dễ thương quá. Đó, rồi. Thế là chúng ta sẽ có một đứa bé Supreme. Đủ habit từ trong bụng luôn. Supreme lủng quá. Supreme lủng. Đúng rồi, dạ. Ủa mà này bán ở đâu vậy? Có bán thiệt không? Em anh xui rồi ba. Cái gì? Có bán chứ, có hình là có bán. Có hình là có bán. Okay. Mỗi lần mà chịch cái xài cái hao hả? 200.000 hả? Thì nó đang đeo biết nghe. Nhưng mà nếu mà có một đứa bé hát biết từ trong bụng á là cái này chứng tỏ nó đéo có được bên. Không anh, Supreme á kiểu như là bất ngờ cho cặp đôi mà đúng không? Okay. Mà cái đây là chỉ là cái mà để surprise motherfucker. Surprise. Đéo có Supreme bao nhiêu surprise. Okay. Không, thiệt ra thì nó đây là cái sụp thôi, thì mình muốn nghĩ thôi, sụp nào thì sụp. Kiểu surprise kiểu là sụp em á, là khi ăn em đi á, sụp em hay là surprise. Câu chứ đâu chứ Supreme đâu phải không? Được. Có chữ là fuck em. Chết em. Rồi, tiếp. Ok, wow. Là Supreme. Mình đâu. Anh cứ tưởng tượng đi, nếu mà anh lại một căn nhà. Khoan. Đây, cục gạch Supreme của các bạn. Giá mà bán hiện tại là 1.000 đô cho một cục gạch. Anh cứ tưởng tượng nếu mà anh lại nhà một cái thằng Hapbeast
nó không cần nói nhiều, nó nói là căn nhà của tao được xây bằng gạch Supreme. Tất cả gạch trên nhà của tao đều là gạch Supreme hết. Thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Mày nó bị khùng. Cái lời bán một cục gạch $1,000 ham mấy chị. Má mạnh anh thiệt luôn á. Đến tới khúc này đấy đéo biết nói gì nữa. Đúng như sai. Đủ má vừa phải vừa vừa phải phải đủ má làm nguyên cái cục gạch cho luôn. Mà điều khắc cũng cũng kỹ càng nó qua gai chữ Supreme mà. Ngàn đô á nha. Má thiệt luôn á, thiệt chống rồi. Đó, chống mặt thiệt. Bây giờ má thiệt mới nói gì luôn á. Ví dụ mà trong bộ sưu tập của em đi, có cái cục này đi, nó sẽ làm cho mình, con người mình nó kiểu như là nó ấn tượng hơn. Cái kiểu như là mình cuồng, mà cái kiểu như là cuồng quá mạng đó các bạn đúng không? Cục gạch Supreme mình giống con chim ngoan đạo vậy đó. Con chim ngoan đạo, nói chung bán gì ra cũng mua đó. Đúng rồi. Thì Supreme. Thì cái talk show kỳ này là mình nói về những món mà buồn cười nhất của Supreme. Cái talk show kỳ sau đó, mình sẽ nói về những món mà độc nhất của Supreme. Stay tuned. Và những cái talk show kỳ sau, những cái món độc nhất á, không hẳn là những món mắc nhất. Tại vì nhiều khi đó, nó mắc, nó mắc thiệt nhưng mà nó đọc nó không có đọc. Thì sao mình sẽ lựa một list đọc hơn dưới sự xuất hiện của anh Phú nữa các bạn. Và yeah. Blog shout out to Revolution Clothing đã tài trợ cho mình một cái áo này. Với lại tài trợ cho mình này. Ủa em biết founder của Revol là ai không? Dạ em biết. Ai? Vinh Gấu. Là ai? Là thằng ở 43 của Bắc cùng ngồi. Chỗ đó bán vép luôn hả? À, cũng có bán vét. Nó đang ngồi kế bên Phú luôn các bạn. Ok các bạn, và hẹn gặp các bạn vào talk show kỳ sau. Đúng vậy. Chào khán giả, giơ tay lên. Hát một bài chơi. Hát cầu, hát cầu này chơi. Vô Bế Tân Hải. Rồi. Hát lại đi. Em không biết hát bài gì nè. Nãy bài nãy em hát với cầu thang, hát không sùm. Ừ đúng rồi. 3, 2, 1, vô. Không biết hát bài nào á. Đại đi. A few moments later. Em thấy được gì qua những nỗi buồn của anh? Em thấy được gì qua những nỗi nhớ khi em không bên anh? Ngồi xuống, mất đầu rồi. Em hát tiếp. Anh đang cố tìm lại đây người con gái của năm xưa. Trời, quên. Tết mình nhớ thôi nghỉ mẹ. Ok, xin chào các bạn.